Làm sao để được gia trì nhiều nhất? Phần 6. Giống như phước báo tài chánh trên thế giới này, nếu mình có điểm công đức trong trường mục ngân hàng, nó nhân lên, nhân lên. Càng có nhiều, chúng ta càng kiếm được nhiều mức lợi hơn. Để biết thêm chi tiết và tải xuống miễn phí, xin vui lòng truy cập.